nó về với ông nó kèo kèo lên thành tới 10 rưỡi như hết luôn rồi không? Chưa, chúng nó ngồi tới 11 giờ ấy là hết rượu luôn á nhá, cũng hết luôn á. Nhưng mà đi tới hôm qua là cũng còn hết luôn. Sau lần Thảo nó kèo nó đi mua thêm mấy lon nữa thế là để luôn thêm mấy lon. Anh uống anh về trước em hả? Hình như tao nghĩ là còn một chai á, nó uống thêm có một chai à. Không, giữ một chai. Lúc mà rót anh tặng tặng nữa là hết chai luôn rồi, là còn một chai nó là ngồi lại nó uống luôn á. Hết luôn. Hết luôn 4 chai à. Sao buổi tối tôi quan thấy là lúc tôi về còn hai chai á. Ừ, lúc mình về cái chai sao thứ ba là đâu uống đâu. Cái thứ ba đó là lúc mình tặng rồi cái ly của anh lên. À đúng rồi, chai ba luôn rồi, lúc đó là mình nó kèo lên là phải chai thứ ba. Xong rồi mình về cái nào còn chai cuối. Thảo đi lấy thêm mấy lon. Nhiều quá hết sức á. Sơn rồi hào khởi động chút nữa là biến đưa hết sức quýnh luôn. Sao gió khởi động cặp lại gió nè. Hồi nãy nó không có gió rồi thôi. Đâu cũng tính cái đó luôn. Muốn nhà nó phải
bánh cầu dở con cáo quá chừng em sơn. Bánh cầu dở con cáo quá chừng. Mình coi như trận đó là trận khởi động đi. Oh, gạo đào.